đang quay xong là máy hết pin mọi người đấy. Trong khi chả biết quay đến đâu, bây giờ thì mình cũng tháo đến mức này mọi người, bởi vì lúc này là máy hết pin, máy hết pin không để ý luôn, xong là hết lúc nào không biết, xong là thay cái pin nó vào, xong là lại tiếp tục quay lên cho anh em cùng xem. Đây là bộ côn tải nha mọi người nhé, côn tải. Còn bên trong đây là côn văng này. Đây, bây giờ mình bắt đầu tháo này. Chả là rơi. Đây là văng côn nha mọi người nhé, gọi là chôm côn ấy, gọi là văng côn. Mòn và quá mòn đó, nó lại như thế nha mọi người nhé. Đây họ mòn và quá mòn là nó như thế này, thấy sát rồi mọi người nhá, đó ăn đến sát nó rồi, không còn cái gì để ăn nữa đâu, hoặc là sát ăn và sát rồi mọi người nhá. Đến lúc đấy là máy mọi người đi đó, nó lại côn còn cái gì nữa. Là côn còn cái gì nữa. Xem là thay em thay loại tốt tốt hơn hay là loại bình thường nào. Tốt đó. Thêm 50.000. Tốt hơn nha. Con em cũng không dùng lâu này, chắc là em cũng phải đánh mới. Vâng, ok em, ok. Có nghĩa là thay loại xịn so hơn một tí rồi nhá. Xịn so hơn là đây rồi. Thiếu không? Đây đây anh Thảo. Thảo ơi. Có cái Thảo đó, cái Thảo. Rồi Thảo một. Quả cái Thảo về đấy đi. Bạn bé kèo nhỏ sợ trẻ con. Chúng ta đôi lúc như thế mà quay đi quay về. Rồi ok, con thừa tiền là thiếu tiền nào? Đúng chưa? Thừa bao nhiêu? Đắt đây là cháu lấy bao nhiêu? Ok, tắt máy rồi mà đi ấy cho cháu nó. Cháu nó đang mua bim bim. Đây mọi người nha, Yamaha. Thay cái này vào là khỏi nha mọi người. Đây mình sẽ bóc cho mọi người cùng xem này. Nó có một cái mòn và cái chưa mòn nó khác nhau ở chỗ nào nhé mọi người nhé. Nó chẳng khác gì má phanh nữa. Nhưng mà cái này nó chất lượng nó ok, nó cứng hơn má phanh rất nhiều luôn. À đây, cái này là chưa mòn đấy. Nó dày dặn như này. Đây, nó dày dặn như này mọi người ạ. Rồi ok chú, ok chú. Rồi.
27. Giờ phải tháo ra lắp rồi. Đây. Đây cách tháo đây nha mọi người nha. Nó dễ dàng không? Nó dễ lắm nha mọi người nha. Đấy cậy nó ra. Cậy nó ra xong lắp vào thôi. Trong khi cậy cái này về, nói chung là phải gọi là chú ý. Bởi vì là nó biết bay đi mọi người nhé. Bay đi khó mà tìm nữa. Thôi bây giờ lôi nó ra nhé. Đó. Cái này cũng lôi nó ra luôn. Đó. Đi chưa? Nó mòn, nói chung là đi được mấy năm nhỉ? Nó mòn như thế này không? 6-7 năm rồi nhỉ? Đây. Mòn tới sát luôn. Có nghĩa là nó mòn tới nó sát luôn rồi. Trong khi ra vậy phải cho cái này gọi là giảm giật của nó mới nhé. Cái này chưa vào, có ra nó không vào. Nó phải vào, cả hai nó mới vào được. Không là nó không vào đâu mọi người nha. Chà, có mà vào thế, thiếu một tí là nó cũng không vào luôn. Ây chà chà, máy trường, sao thế mày? Lạch thì nó không vào luôn. Chà chà. Cái lìm mẹ. Quả này khá nhỉ. Nó lâu ngày nó lệch mẹ cái này mà. Khi mà đã vào đó, xong rồi thì vẫn vào rồi. Vài trường.
Rồi. Nó ép nó phải chặt nha mọi người nha, không chặt là nó kêu ngay. Đấy, bây giờ bắt đầu lắp cái lò xo nó này. Ai chà, đây lắp vào được một cái nha mọi người nha. Một khi đo đó. Ok, nó bơ khít luôn mọi người. Khít khít luôn. Đấy. Lâu phết đấy, không nhanh gì đâu à. Đó. Đây, vừa khít khi luôn mọi người ạ. Nhanh nhỉ? Thế cả, căng. Bây giờ phải lấy cái kim bóp vào rồi, không mới vào nhé, không vào đâu. Đây. Đã vô được một cái mọi người ạ. Đó. Đây mọi người ạ. Kẹp lại như này. Đó. Rồi đã khâu, đã xong cái khâu này, bây giờ lắp vào máy thôi. Lắp vào máy là ok. Nói chung là kiểm tra cái lá côn đó mọi người. Lá côn thì nói chung là vẫn còn ok mọi người ạ. Nó ít mòn lắm cái lá côn. Trong khi đó phải lắp cái này nữa. Cái này nói chung là cũng không hẳn đơn giản đâu mọi người nhé. Cái bi côn nó ấy là cái khâu gọi là siêu vẹo nhất mọi người, nó khó khăn. Có nghĩa là nó bé tí thôi. Nó bé tí đâu ra, nói chung là lắp nó khó. Rồi, cái này lắp xong để một viên đấy. Bị côn nó thì trời ơi, chả biết lò xo nó biến đâu hết rồi. Lúc nãy tao trong là mình ngó trong là thấy mỗi cái một cái lò xo và anh trưởng. Quả này là cái lò xo nó bay đầu từ sớm rồi.
Có mà, vẫn có mà, vẫn có. Đi luôn mọi người ạ. Có nghĩa là bay luôn hai cái lò xo. Hai cái lò xo đó đi luôn. Chả biết nó đi đâu. Có nghĩa là nó tuột ra xong là nó theo nhất, xong là xả nhất, xong là nó đi theo nhất điểm rồi. Bán cho ba con ốc được không? Ôi, không có đâu, ốc to không có đâu. Không có đâu. Mày lắp cái ốc sơn của bên trái. Nhưng mà không. Có hai cái ốc vào lại ngắn. Ừ. Cái này phải xuống dưới cái này là ấy. Đây không có rồi. Ốc đây không có rồi. Vệ sinh nó tí mọi người ạ, vệ sinh nó lắp vào. Rồi. À, ông trẻ. Thế mà lượm, bỏ nước đi, vải trưởng. Nước đi. Ê, cô. Vậy vệ sinh cho nó tí xong là lắp vào mọi người. Cho nó ok hơn. Vậy trưởng quả đây thì thiếu hai cái lò xo luôn. Nó bay dầu từ lúc nào. Còn phải tìm cái lò xo. Lò xo cũ lắp vào thôi. Bởi vì nó không sao mà nó ok thôi. Nhưng mà bé tí khó tìm lắm. Tiếng ảo. Rồi có đây một cái rồi. Ai cứ phiền đùi đùi đi. Cho đây một cái rồi. Một cái đâu nhỉ, cái này chưa chắc nó vừa, cái này không vừa đâu. Cái này to. Đâu đi hết rồi. Không, từ đây không đi đâu. Từ đây không có đâu. Đi xong này thôi. Ok ok. Lấy đồ đi cha đấy, lấy nước đi cha đấy. Đấy nó xong là nó khó khăn phết này. Tìm nước mỗi một cái. Thế mới khổ anh em ạ. Ok cho cái này vào cho nào. Chắc là vào. Nhưng mà hơi to. Nhưng mà hơi to. Ôi giời, bay đâu luôn. Bé quá, bị đâu. Đi đi đi, ngó bên kia có thấy thấy không? Chắc vào chứ ôi giảm rồi. Đợi. Đây à? Tần đâu em? Bay gì sao? Quả này bay luôn rồi mọi người ạ. Chết mẹ rồi. Không thấy mặt nó ở đâu rồi. Đi luôn rồi. Nó bé quá. Tẹo bé xíu thôi. Cặp kia đây những đường chứ này nó tiền 25 điên luôn. Thôi. Trời ơi. Vãi.
Cái đấy phải lắp được áo anh thắng nhỉ? Hả? Đấy phải lắp lắp nó phải đủ cơ, không đủ là không được đâu. Cái này chắc vừa đâu, không sao đâu. Vừa đâu. Thế nhá, anh đi nhá. Ít đồ. Thế nhá, anh đi nhá. Ok. Ok. Đồ Linh à, đồ ơi. Đang ờ, lấy đi. Trắng chim á, nhá ừ. Bà rồi à. Ờ, rồi. Anh còn nước đi. Nhà lấy cửa nước anh đi. Anh còn nước đi. Đấy, đằng sau, mấy đằng sau đang quay em làm ấy. Tôi làm cái này. Đang quay anh. À, ơi. Cái nút á, người ta thấy cái phanh là cái đớp phanh nó ra. Đớp phanh á? Cái đây xem lò xo, lò xích nó như nào. Máy ơ. Đớp phanh. Đớp phanh là máy ơ ấy. Có khi là máy ơ đi. Hoặc là nó cái lò xo nó yếu. Xo nó đớp ấy. Đấy, bây giờ mới đi đầy đủ được. Còn không đủ lò xo là đôi lúc là không đạp được đâu mọi người nha. Không đạp được luôn nữa. Đấy, bây giờ lắp vào rồi. Lắp vào là ok mọi người nha. Chị lắm à? Nói đi. Thay văng côn. Ấy chà chà, còn đây rồi. Nói chung là tháo thì đơn giản đấy mọi người nhé. Khâu lắp là không đơn giản đâu. Thank you.
răng nó vẫn ngon anh nhỉ? Bánh răng á? Bánh răng không sao đâu, bánh răng nó không sao đâu. Bánh răng này nói chung là nó không sao, không mòn. Với lại cái cua này vẫn còn đi được nha. Cái cua này nó chưa sao đâu nha. Cái cua này nó ok. Cái cua này nói chung là nó ít mòn. Trời, phải đo cái này đã. Đo cái này vào xong là tí mới vào được. Không thì tí về làm đi, quay đi quay về. Đấy, phải đo nó vào đã mọi người. Đo cái vào đây mà cho vào mọi người nha. Vào đó, ôi chà. Rồi. Còn lại cái này nữa. Mới ok mọi người nha. Nói chung là không đơn giản đâu nha mọi người nha. Nhưng mà đơn giản thì quá ok, nhưng mà đéo đơn giản chỗ nào luôn. Vặn vào nó là ok. Lắp vào nó là xong. Nói chung là không làm nhanh được nha mọi người. Lắm rồi đấy. Nó ăn vào sắt rồi. Sắt ăn vào sắt với nhau rồi. Trời, quyền nhìn cái lóc này mọi người. Vai. Sao sai đi. Bầu luôn. Sai mà này gần đấy cả. Ừ. Cái này, theo ra rồi quá. Hả? Hát tụi con. Ừ.
Hả? Thì nó bay. Rồi 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 anh. Chú này lắp cũng không đơn giản mọi người nhé. Có người không biết lắp luôn như thế này. Những cái thợ miềm là không lắp được đâu. Thay văng côn. Văng côn, văng côn. Ây chà chà, còn đây rồi. Nói chung là tháo thì đơn giản nha mọi người nhé. Khâu lắp là không đơn giản đâu. Bánh răng á? Bánh răng không sao đâu, bánh răng nó không sao đâu. Bánh răng này nói chung là nó không sao, không mòn. Với lại cái cua này vẫn còn đi được nha. Cái cua này nó chưa sao đâu nha. Cái cua này nó ok. Cái cua này nói chung là nó ít mòn. Trời, phải đo cái này đã. Đo cái này vào, xong rồi tí mới vào được. Không thì đi về làm đi, quay đi quay về. Đấy, đo nó vào đã ngồi. Đo nó vào đã ngồi, cho vào mọi người nhá. Good.
lá vào đó. Ôi chà. Rồi. Lại cái này nữa. Mới ok mọi người nha. Nói chung là không đơn giản đâu nha mọi người nha. Nhưng mà đơn giản thì quá ok, nhưng mà đéo đơn giản chỗ nào luôn. Vặn vào nó là ok. Lắp vào nó là xong. Nói chung là không làm nhanh được nha mọi người. Lắm rồi đấy. Nó ăn vào sắt rồi. Sắt ăn vào sắt với nhau rồi. Trời. Quyền nhìn cái lóc này mà. Vai. Ta sai cả này. Âu lu. Đại chết rồi. Đấy mẹ mà này gần đấy cả. Này, theo ổ ra nữa. Đấy rồi. Hả? Đấy là hãy. Đấy là hãy. Đừng có nhắc ạ. Tôi còn mang cái cao. Hát tử mong con. Hả? Thì đó mày. Rồi 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 anh. Chỗ này lắp cũng không đơn giản mọi người. Có người không biết lắp luôn như thế này.
những cái thợ miềm là không lắp được đâu. Có nghĩa là lắp thì vẫn lắp được nhưng mà không sử dụng được. Rồi bây giờ lắp vận ốc là xong rồi nhá. Doang rếch thì tóm lại nói chung là mình tháo thì nó không đứt nha mọi người nhá. Nếu mà đứt thì phải cạo lại doang, thay lại doang đấy. Nhưng mà quả này mình tháo không đứt luôn. Đó, nó lại may mắn như thế cơ. Nhưng mà không may mắn thì tóm lại là đứt doang thì phải cạo lại, làm lại doang nhá. Không thì hở dầu mọi người nhá. Nói chung là làm tầm khoảng 5 cái thì có tầm khoảng 4 cái, làm 10 cái thì có 4 cái là đứt doang. Trong khi đứt doang thì phải thay lại doang, không thay thì không được đâu. Nói chung là cũng lấy nhiều thời gian đấy, cũng phải ít thời gian là vừa nhá. Không phải là làm nhanh nhanh để tao đi là cái đấy là không thể nghe được. Yeah. Vào anh nữa đi. Ây da, bùi cái này cho nó dễ vào. Cái mới được. Đấy, khó vào lắm rồi mọi người.
tắt nhạc anh. Thì nó dính bản quyền. Bản quyền có mấy anh em nhạc ghê lắm. Đánh sập canh. Nhiều canh bị mất là do bản quyền ấy. Đánh sập canh luôn. Sơn bỏ. Giờ là sắp xong đấy. Lắp chân trống các kiểu nó là ok mọi người nhá. Lạ xong như mọi người. Vãi trưởng khó khăn với nó. Quay đi quay lại với nó nha mọi người nhá. Không quay là không được luôn. Có nhiều video làm, có nhiều video làm thì nói nhiều. Có nhiều video làm thì không nói cái gì luôn. Này khi nào thay thôi nha. Con ông dưới con ạ. Con ông ấy rốn dầu ấy, khi nào thay nhá. Giờ không còn. Nó vẫn dùng được không? Nhưng mà nó hơi trơn. Xong còn con ốc nữa. Còn con ốc nữa vào là ok. Ốc bắt yếm. Em nhờ anh bắt của em ở con nào? Con bên trên tay nhé. Đây à? Con chặt đi. Thôi, chặt thế thôi. Chặt quá là nó trơn đấy. Nó trơn là ôi trời ơi luôn. Là không bắt được luôn. Dầu đi mấy bữa là thay nha. Rồi giờ đã xong mới nhá. Chìa khóa đâu? Mở đi. Đây bẩn quá. Tăng phanh tăng phiết này nọ nữa. Để anh mài phanh, mài khôn.
khôn nhá mọi em. Rồi xong, đi thử con ơi. Xem cảm nhận thế nào. Ok là vẫn ok. Vẫn đi thử đi. Hả? Không thử đâu. Rồi đã xong mọi người ạ. Những cái xe mòn cuôn là mọi người cứ nó biểu hiện như thế này nhá mọi người nhá. Có nghe đi giật là thấy cái cuôn văng này nhá mọi người nhá. Rồi đã xong mọi người ạ. Còn những cái xe mà đi mà ga to mới đi cũng là do cái này nhá mọi người nhá. Còn những cái xe mà ga lúc đi hai xong là mọi người ga to phát là nó không đi là mòn cái gì nhỉ, lá côn nhá mọi người nhá. Thôi mình tạm dừng. Xin chào tất cả mọi người và các bạn đã theo dõi nhá. Anh em làm xong là lại làm một cốc bia mọi người ạ. Những khách thay đồ đầu năm phải đồ trong máy mọi người nhé, còn thay sắm này thì không tính đâu mọi người nhé. Rồi bây giờ mình là cho lên phách mút một tí chưa anh bóc cho phải chưa anh bóc cho kìa. Chờ tí mọi người nhé. Hello mọi người nào. Chào mọi người những đâu nhỉ. Chào mọi người đầu xuân nha mọi người nha. Đấy những khách đến nhà mình làm đầu năm thì nói chung là lại có nước uống nha mọi người nha. Đây là nước của nhà hàng phân phối đồ xe máy tặng mình mọi người. Hôm trước thì mình làm một cái video lên nhưng mà máy lại hết pin. Đấy mời em bia. Còn anh hôm qua uống nhiều rượu quá, hôm nay uống nước thôi mọi người ạ. Đấy thì tóm lại nói chung là anh em thay bên trong máy là được uống nước nhé mọi người ạ. Bên trong máy, tóm lại nói chung là thay nó phải tí tiền xong là được uống nước luôn. Đó, những ngày đầu năm mọi người nhá. Uống đi anh, đầu năm ấy. À, còn thay xăm thì thôi bỏ qua. Chúc mọi người năm mới. Nào, năm mới mong em nói chung là kiếm được nhiều tiền em nhá, sức khỏe dồi dào. Anh em cũng chúc anh là cũng có khách, có hàng nhiều, mời anh nhá. Vâng, ok anh cảm ơn. Rồi mình mời nhau cái nào, cạnh nhau một lần nữa, uống được ngon. Tuyệt vời mọi người ạ, mình vừa mới làm xong con máy. Ấy à, ấy chà, chào nha, chào mọi người nhá. Đây, cho anh em. Đó, uống bia. Rồi vừa quay trên TikTok, trên Facebook một tí mọi người.